Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em sẽ test lên sóng một bộ cấu hình chiếc âm ly có giá là 5,5 triệu và đôi loa để một cái giá rất là đẹp cho các bác, giá 6 triệu tròn, đôi loa Pioneer F77. Đôi loa này điều đặc biệt là một dòng loa thùng kín cho tiếng bass xuống rất sâu và củ lam châm lớn. Là một dòng loa nghe đa thể loại nhạc và các bác có thể thấy nó là một dòng loa có hai vi tinh chỉnh trên mỗi thân thùng và con bass 27cm của nó có vành nhôm rất đẹp xung quanh ấy, bo nhìn rất gấu các bác. Bo rất là gấu và con tép giấy. Dòng này là dòng tép dòng chung mít chét giấy các bác nhá, dòng mít chét giấy. Đây là con mít chét giấy và con lần trên là con chét đôm chuyên xử lý giải cao. Và con mít chét giấy này nó vừa xử lý giải chung cao và giải tép cao và giải chung trầm và vải giải bát là con bát nó xử lý. Đây là đôi loa này, nó vừa có độ dẻo dai, tiếng dẻo dai của những cái trầm ấm của những con loa màng giấy và lại có tiếng lảnh lót của những con loa màng tép đôm. Và các bác có thể nghe thấy, nghe rất là hay, nghe ra thử lại nhạc. Đây là bộ cấu hình em ghép lên với cái giá 11,5 triệu cho một bác khách đã yêu cầu em lên một bộ cấu hình âm ly Pioneer và loa Pioneer, và các bác có thể nghe cái chất âm của nó. Đó, bây giờ bật low lớt lên các bác. Bật low lớt lên thì bass nó xuống nặng như sấm các bác, còn không bật low lớt thì nó nghe nó rất là mộc mạc và bass chết. Nói chung là con này, đây là một bộ nghe nhạc cực kỳ chuyên sâu và hay các bác. Giá chỉ 11,5 triệu. Âm ly Zephyr SX440. Hàng xuất Mỹ cực đẹp các bác. Rất sang trọng. Và đôi loa là đôi Pioneer hàng nội địa Nhật Bản, sản xuất dành cho thị trường Nhật Bản, rất là đẹp các bác. Pioneer xuất Mỹ đánh vào Pioneer nội địa Nhật, cực kỳ hay cho chất âm châu Âu. Các bác lưu ý đây là đôi này E-căng còn nguyên bản cực đẹp các bác nhé. Đôi loa rất đẹp và bác xem được video clip này hoặc là những bác cần nhu cầu những bộ như này thì nhắn tin cho em. Một bộ rất là hay. Bác khách xem được video này thì hãy chốt hàng cho em. Hoặc bác là có nhu cầu mua những bộ kiểu này thì nhắn tin cho em qua số điện thoại là 098 119 3686. Em giao hàng toàn quốc. Quá tuyệt vời các bác. Em nhích volume thêm tí nữa cho nó nghe sướng. Quá ngọt ngào luôn các bác. Những bộ dao động từ 10 cho đến 11, 12 triệu. Khi em lên cấu hình như vậy thì em khẳng định với các bác là với đồng tiền các bác bỏ ra thì các bác sẽ không phải thất vọng. Khẳng định luôn. Đến chính những người thợ như bọn em nghe còn thấy phê, thấy hay và thấy không muốn tắt thì các bác yên tâm, nếu các bác là người chơi thì các bác sẽ thấy rất hay và ngọt ngào. Em quan điểm bán là mình thấy ưng đã, xong rồi tới với đến khách hàng. Đây là một dòng âm ly Zephyr rất hay các bác nhá, rất đẹp. FM108 các bác nhìn cái mặt, nó có một cái mặt gương rất là đẹp các bác. Nó khác hẳn với những chiếc Pioneer khác, nhìn rất sang trọng. Và các bác nhìn hồi gỗ nó rất đẹp các bác nhá, rất sang trọng luôn. Bộ này mà để ở phòng khách thì quá tuyệt vời các bác. Em cho volume nhỏ chút nữa để nói cho nó dễ. Và nguồn phát em chỉ sử dụng trên laptop của em các bác nhá. Những dòng Pioneer các biến thể CS F700, F77 hay là dòng CSA7 kia các bác thì nó có cái sử dụng cái con bát này các bác, sử dụng cái củ bát.
tương tự nhau, và nó chỉ khác nhau cái biến thể là cái con chét và cái con chung. Nên là các bác, những cái dòng này thì hầu như là nó chiếm về số đông các bác, nghĩa là nó tạo ra cái chất âm về số đông, nghĩa là ai cũng có thể nghe thấy hay. Và nó là một dòng âm thanh nịnh bát nịnh tép. Những dòng loa này các bác lưu ý giúp em. Và hiện nay em đang có rất nhiều những dòng loa Pioneer như vậy. Các bác có thể nhắn tin cho em để lên cấu hình những cái bộ tầm 10-15 triệu, à 10-11 triệu, 12 triệu là có những cái bộ nghe hay kiểu này rồi các bác. Bộ này 11.500.000, nghe hay bày đẹp rất sang trọng. Rồi em xin dừng video clip tại đây. Bác xem được bộ cấu hình của bác thì bác hãy nhắn tin cho em qua số điện thoại 098 119 3686. Em giao hàng toàn quốc. Xin chào các bác.